Xin chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Với sản phẩm Toyota Corolla Cross năm 2023 thì mọi người đã biết đến rất nhiều các tính năng hữu ích ở trên chiếc xe này. Như là cam 360, gói an toàn Toyota Safety Sense hay là kết nối Android Auto Apple CarPlay, màn hình 9 inch đúng không ạ? Hay chúng ta có đá cốp, cốp điện và màn hình cực kỳ là to bản, điều hòa hai vùng độc lập, rất nhiều các tính năng hữu ích. Tuy nhiên thì trong clip ngày hôm nay thì Quyết sẽ chia sẻ cho mọi người 4 tính năng mà mọi người chưa để ý tới và cực kỳ hữu ích ở trên chiếc xe Toyota Cross. Ở trong clip ngày hôm nay thì Quyết sẽ chia sẻ những tính năng này dành cho tất cả các quý anh chị và chắc chắn mọi người sẽ rất quan tâm. Và trước khi clip bắt đầu thì cả nhà cũng đừng quên rằng ấn giúp Quyết nút đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car và nút chuông bên cạnh cả nhà nha. Cái điều hữu ích đầu tiên mà Quyết cảm thấy nhận thấy được rằng là Quyết sẽ nổ máy lên. Thì khi mà khách hàng vào bảo dưỡng với Quyết ý, thì Quyết thấy rằng là mọi người hay cứ lắp thêm cái gương cầu lồi ở trên xe đây, trên cái gương ấy của mọi người. Thế tuy nhiên thì Quyết bảo là thế sao anh lắp làm gì, trong khi mà chiếc xe Toyota Corolla Cross là có điều chỉnh cụp gương khi lùi rồi. Thì khách hàng mình nhớ ra là anh quên mất, thế là anh cứ thấy đặt ở trên Shopee hay là ở trên các cái thương mại điện tử ấy lắp thêm vào, thực sự là cũng không cần thiết. Và ngày hôm nay thì tính năng đầu tiên mà Quyết sẽ chỉ cho mọi người đó chính là điều chỉnh gương khi lùi. Thế thì cách điều chỉnh gương như thế nào? Thì nhiều khi mà chúng ta chỉ cần là cách điều chỉnh nhá, là khi mà chúng ta để vị trí R là vị trí lùi ấy, thì tự động là cái gương của mọi người sẽ được hạ xuống ở xuống dưới thấp. Đấy, thì muốn hạ xuống như thế nào? Mọi người thấy là xe chưa hạ đúng không ạ? Thế thì khi mà ở vị trí R như thế này thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh mặt gương. Ví dụ Quyết điều chỉnh mặt gương ở phía bên tay trái nhá. Đây, Quyết sẽ hạ thấp xuống cái phần chân mà mọi người muốn này. Đó, vị trí mà mọi người muốn. Xong sau đó thì chúng ta điều chỉnh tương tự với cả bên phải của mọi người nha. Rồi Quyết sẽ điều chỉnh bên phải cũng tương tự như vậy để cho mọi người có thể nhìn thấy. Quyết đang vẫn ở vị trí R nha. Quyết để rồi. Sau đó Quyết lại về P như bình thường. Thế thì mọi người thấy được ạ, khi Quyết về P á, thì gương sẽ tự động là điều chỉnh theo cái hướng mà Quyết đã điều chỉnh ngay từ phía ban đầu. Cái điều đấy thì giúp cho quý khách hàng mà chúng ta về vị trí P hay về vị trí D đi chăng nữa thì chúng ta cũng không cần phải điều chỉnh lại cái gương của mọi người. Điều đấy rất thuận tiện cho việc chúng ta lùi chuồng đúng không ạ? Đây, Quyết sẽ làm thao tác lại cho mọi người. Khi mà chúng ta lùi xe đúng không ạ? Thì chúng ta muốn lùi thì chúng ta chỉ cần về vị trí R. Mọi người thấy không ạ? Gương sẽ tự động cụp lại, rất là đơn giản. Và khi mà Quyết muốn tiến lên, Quyết về D, gương lại điều chỉnh lên. Đó, điều đấy giúp cho quý khách hàng của chúng ta thuận tiện hơn rất nhiều trong việc mà chúng ta đi xe. Thay vì là chúng ta cứ phải đi mua thêm một số cái gương cầu lồi nhỏ nhỏ ở đây. Mà Quyết thấy nhá, khi mà đi ở trong đường phố ấy, đi xe máy, ai mà đi xe máy qua va vào gương cầu nhỏ thì chúng ta lại phải hạ cái kính xuống, xong chúng ta lại phải chỉnh lại cái gương, rất là mất thời gian, bất tiện đúng không ạ? Thì đây là cái tính năng mà rất là thuận tiện cho chiếc xe này. Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái tính năng hữu ích thứ hai. Điều thứ hai mà Quyết muốn chia sẻ dành cho tất cả các quý anh chị đó chính là về lấy gió ngoài và lấy gió trong. Thế thì khi mà các quý anh chị mà chúng ta đi ở trong những cái cung đường mà rất là đẹp nhưng mà chúng ta muốn lấy gió ngoài đúng không ạ? Mà chúng ta không muốn nó sử dụng điều hòa. Thế thì thông thường mọi người chúng ta sẽ là hạ một chút cái kính xuống hoặc là chúng ta hạ toàn bộ kính xuống như thế này đúng không ạ? Để cho chúng ta lấy gió. Thế tuy nhiên ấy, có một cái nhược điểm của lấy việc mà chúng ta lấy mở cửa hay lấy gió ở phía mở các kính ra. Đó chính là đầu tiên là nó hơi ồn một chút xíu. Và cái thứ hai đó chính là khi mà gió như này nó sẽ tạt vào mặt chúng ta, cảm giác nó hơi bị khó chịu đúng không ạ? Mà nhất là ai mà làm tóc chẳng hạn, chị em nào làm tóc nữa thì nó sẽ làm bay cái tóc của chúng ta đi. Thì Quyết có một chia sẻ dành cho các quý anh chị là nếu mọi người muốn lấy gió ngoài thì mọi người có thể là chúng ta sẽ mở cái cửa sổ trời này ra để chúng ta lấy gió được. Nhưng chúng ta không muốn lấy toàn bộ đúng không ạ? Tại vì nhiều khi ánh nắng vào người chúng ta. Thế thì chúng ta chỉ cần là mở bằng cách là mở hé hé thôi, bằng cách là có nút up ở đây. Đấy, thì cái kính của chúng ta nó sẽ không mở hết toàn bộ mà nó chỉ lấy một chút gió ở phía trên này thôi. Thế thì khi gió đi qua thì nó cũng sẽ làm toàn bộ lưu thông toàn bộ ở trong xe, giúp việc mà không khí nó sẽ tốt hơn và trong lành hơn, nó không bị phả hết toàn bộ vào phía mặt của mọi người ở bên trong xe. Đấy là cái Quyết muốn chia sẻ dành cho mọi người. Còn tất nhiên nếu mà quý anh chị mà chúng ta muốn lấy toàn bộ gió trời ở phía bên ngoài hoặc chúng ta muốn lấy không khí nhiều hơn thì mọi người có thể bằng cách là chúng ta mở hết toàn bộ ra thôi, cũng rất là đơn giản đúng không ạ? Đây, Quyết sẽ đóng vào và chúng ta sẽ mở hết toàn bộ ra như thế này. Đấy, tuy nhiên ý, thì cái đặc điểm là khi mà chúng ta mở hết như thế này thì kể cả gió vào đây thì cũng bị phả vào
người và cũng như phả vào mặt. Thế thì thế nên là trong trường hợp mà mọi người muốn đi ở bên ngoài lấy không khí trong lành, đường đô thị hoặc là chúng ta đi đường cao tốc, thì chúng ta có thể bằng cách là mở he hé, bằng cách là có nút up ở trên đây, nó chỉ lấy một chút xíu thôi mà chúng ta vẫn có thể lưu thông được không khí bên trong. Đấy là cái đặc điểm thứ hai mà Quyết muốn chia sẻ dành cho tất cả mọi người. Đặc điểm thứ ba hữu ích ở trên chiếc xe Toyota Cross mà cũng như là các dòng sản phẩm khác của Toyota, đó chính là lễ khóa trẻ em ở phía đằng sau. Khi mà các quý anh chị có gọi điện cho Quyết bảo là tại sao mà ở phía bên trong không mở ra được, mặc dù là ấn hết mở cửa trung tâm rồi nhưng không được. Một trong những nguyên nhân mà tại sao Toyota thiết kế như vậy, đây chính là cái lễ khóa trẻ em ở đây. Khi mà mọi người có trẻ con ấy, thì chúng ta thông thường là chúng ta chỉ khóa mỗi khóa cửa trung tâm ở phía bên trong xe thôi. Thì trẻ con có thể là nghịch cái nút này, chỉ cần đang đóng như này, trẻ con chỉ cần mở cái này ra cái là có thể mở cửa được. Nhưng khi mà chúng ta kết hợp cùng thêm khóa trẻ em ở phía đằng sau, nghĩa là chỉ có người ở phía bên ngoài có thể mở được thôi, thì giúp cho việc mà chúng ta an toàn hơn, yên tâm hơn khi mà trẻ con có nghịch hay là có ở phía đằng sau xe một cách an toàn. Đây Quyết sẽ lấy ví dụ cho mọi người. Đây Quyết khóa cửa rồi đúng không ạ? Đấy. Quyết. Mọi người thấy được rằng là khi mà Quyết mở ra rồi nhưng mà cũng không thể mở ra được đúng không ạ? Đó, cái lẫy khóa trẻ con. Thế thì nếu mà trong trường hợp mà mọi người đi mà người lớn ấy, thì mọi người lưu ý giúp Quyết là khi chúng ta sử dụng khóa trẻ em này xong chúng ta nhớ gạt lên để tránh trường hợp mà những mà người lớn mà ngồi bên trong cũng không thể mở ra được thì cũng hơi bất tiện. Đấy, thì nên là mọi người lưu ý như vậy. Với những dòng sản phẩm Toyota Cross thì mọi người cứ nghĩ rằng là một dòng sản phẩm CSUV. Thì mặc dù cái cốp của chiếc xe này cực kỳ rộng như mọi người có thể nhìn thấy ở trên đây, tuy nhiên nếu mọi người mà có đi hai người, chúng ta đi đánh gôn hoặc là mọi người chở nhiều đồ, nhiều vali khi mà đi ra sân bay, thì mọi người cũng có thể là hạ hết toàn bộ các hàng ghế này ra xuống để chúng ta có nhiều cái diện tích hơn. Thì Quyết cũng chia sẻ cho mọi người một cách rất đơn giản thôi. Thì chúng ta muốn tháo cái thanh này ra nhá, thì mọi người chỉ cần đẩy như này. Đó, xong sau đó thì chúng ta sẽ hạ cái này xuống. Đây, được chưa? Rất đơn giản. Và chúng ta ấn vào đây, xong chúng ta hạ cái cốp này xuống. Và muốn lấy thêm diện tích nữa thì mọi người sẽ di chuyển. Mọi người đừng lấy, chúng ta nhìn nhá. Quyết sẽ hạ toàn bộ ghế bằng cách có cái lẫy ở trên đây. Chúng ta hạ toàn bộ xuống này. Và tương tự như vậy thì ở phía bên cạnh Quyết cũng sẽ làm dành cho mọi người để mọi người có thể quan sát được. Đấy. Đó. Việc mà hạ toàn bộ hàng ghế này ra thì không khác gì chiếc xe Toyota Cross có thêm nhiều diện tích hơn và cũng có nhiều không gian hơn để cho mọi người chứa đồ. Không khác gì một chiếc xe bán tải đúng không ạ? Đó, đây là những cái đặc điểm hữu ích mà có lẽ là quý vị và tất cả các bạn chúng ta chưa để ý tới. Và đây là bốn hữu ích chính mà Quyết muốn chia sẻ dành cho mọi người. Và còn những điều gì mà Quyết vẫn chưa nói cho mọi người hay không, và mọi người biết về chiếc xe Toyota Cross nào mà có những cái đặc điểm nó hay, nó thú vị, thì hãy chia sẻ ở dưới comment để cho tất cả mọi người cùng biết nha. Đấy, hy vọng rằng clip ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích dành cho tất cả các quý anh chị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Có điểm hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.